Xin trân trọng kính chào quý vị. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị đang hiện diện đây cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình SBTN qua SBTN Go, SBTN App cũng như là SBTN 57.22, 22 và quý vị đang nghe trên đài Nam Radio. Một lời chào trân trọng nhất và cũng đầu năm mới chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới thật hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và mọi sự may mắn trong ngày hôm nay. Dạ vâng, Kiều Nhung cũng xin gửi lời chúc quý vị. Thứ nhất là chọn một năm luôn luôn khỏe mạnh, nhiều an vui, hạnh phúc cũng như là vạn sự như ý. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị khán giả, trong suốt chiều dài của lịch sử nước Nam ta, bên cạnh các bậc anh hùng hào kiệt đã tạo nên những chiến công oanh liệt, thì các anh thư đài cát vào lúc bấy giờ cũng cả đồng tâm đứng lên với lòng cương quyết đuổi giặc thù và bảo vệ đất tổ quê cha. Vào năm 40 thuộc thế kỷ thứ nhất, dưới sự cai trị tàn bạo và chính sách của Hán hóa gắt gao của nhà Đông Hán đã khiến cho Giao Chỉ và Bách Việt là tên gọi của nước ta vào lúc bấy giờ rất là lầm than điêu đứng, và đứng trước họa diệt vong của đất nước, nỗi nhục mất nước ngút trời tận trời cao. Hai nàng con gái Trưng Trắc, Trưng Nhị, người con gái đất Mê Linh, đã cùng chồng là Thi Sách, đất Chư Diên, dựng cờ khởi nghĩa và đã được toàn dân Nam ủng hộ, đồng lòng cùng góp sức chung tay cho sự nghiệp chung của đất nước. Thưa quý vị, để đáp lại sự ủng hộ cũng như là một tấm lòng đóng góp của tất cả quý vị trong thời gian vừa qua, vì cái sự thành công của vở cải lương Dương Vân Nga Thái Hậu cho đến ngày hôm nay, tới tiếng trống Mê Linh, chúng tôi không thể không nhắc tới những người cũng đã ủng hộ, đó là những mạnh thường quân cũng như là những cơ sở bảo trợ cho chúng tôi. Quý vị cũng đã góp phần vào một cái công cuộc rất ý nghĩa cùng với đài truyền hình SBTN, đó là bảo tồn nền nghệ thuật cổ nhạc của Việt Nam Cộng Hòa. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, chân thành cảm ơn quý vị đã đến và ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay Mê Linh Hào Kiệt. Ngay từ bây giờ, quý vị đang xem đài, quý vị có thể gọi vào cho số 714-621-5321, 621-5321 để đóng góp cho chương trình ngày hôm nay, ủng hộ qua online, PayPal, credit card vào địa chỉ www.sbtn.tv và chi phiếu xin gửi về cho SBTN PO Box 127 Garden Grove, Cali 92842, memo xin đề cải lương cổ nhạc phương Nam. Dạ vâng, Diệu Quyên cũng như là quý khán giả biết không, đối với riêng cá nhân Kim Nhung đó, Kim Nhung rất là mê cải lương, và từ hồi bé đó, thì năm đó mình có 10 tuổi thôi mà thấy mình xem cải lương, mà mình thấy những nghệ sĩ mà mặc những cái bộ áo như là Dương Vân Nga Thái Hậu hay là Trưng Trắc, Trưng Nhị, Kim Nhung rất là mê, có một ngày mình sẽ mặc được bộ đồ đó, và ngày hôm nay giấc mơ đã thành hiện thực. Rất là đẹp. Kính thưa quý vị, Kim Nhung và chị Quyên cũng xin được mượn nơi đây cảm ơn chị Thanh là người vợ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung cùng với các nữ sinh của Trương Vương đã cho chúng tôi mượn bộ đồ Trưng Trắc, Trưng Nhị ngày hôm nay để làm MC. Xin thành thật cảm ơn cô Thanh cũng như là nhóm sinh viên của giáo sư tại Trương Vương. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng chân thành mượn nơi đây để cảm ơn tất cả những cơ sở đã bảo trợ cho chương trình Mê Linh Hào Kiệt tối nay. Đó là văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, dùng dược thảo để có một sức khỏe toàn hảo. Xin được cảm ơn Eco Brand, dầu gió xanh con só, dầu gió xanh con ó, chính gốc Singapore. Và đây là món quà tuyệt hảo cho gia đình và cũng là cho người thân trong quý vị trong mùa Tết sắp đến. Dạ vâng, chúng tôi cũng chân thành cảm ơn văn phòng luật sư Đỗ Phủ Anh Tuấn, chuyên về tai nạn, phá sản, từ thương và tranh chấp thương mại. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trung tâm Chăm sóc Cao Niên ABC, nơi dành cho quý vị cao niên đến sinh hoạt vào ban ngày, có y tá chăm sóc, theo dõi sức khỏe của quý vị cao niên.
Dạ vâng, cũng xin cảm ơn chị Ánh Anderson tại Seattle. Chị đã luôn luôn hỗ trợ cho chúng tôi và lần này chị hỗ trợ 1.000 Mỹ Kim. Xin cảm ơn chị Ánh rất là nhiều. Dạ vâng. Và ngoài ra chúng tôi cũng xin được cảm ơn các cơ sở truyền thông như là Người Việt và Việt Báo. Thưa quý vị, một lần nữa quý vị ủng hộ ngay từ bây giờ có thể gọi vào cho chúng tôi ở số phone là 714-621-5321, 714-621-5321, hoặc là quý vị cũng có thể ủng hộ qua PayPal, đó là PayPal Credit, có thể lại lên online PayPal Credit vào địa chỉ là www.sptn.tv. Chi phí quý vị gửi về SPTN PO Box 127, Garden Grove, California 92842. Và để mới đầu, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức màn Tân Cổ Gánh Nước Đêm Trăng, tác giả Viễn Châu, với phần trình bày của nghệ sĩ Lão Thành Hương Huyền qua tây nhạc tiếng nhạc đàn của hai anh Hoàng Nam và Hoàng Phúc. Mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn. Dạ, Hương Nguyên xin kính chào tái ngộ cùng quý vị và chúc quý vị luôn luôn có sức khỏe để khi có chương trình văn nghệ thì cứ việc đi xem tiếp. Và hôm nay Hương Nguyên sẽ cống hiến cho quý vị nghe bài ca Gánh Nước Đêm Trăng của soạn nhạc Viễn Châu. Kính mời quý vị thưởng thức. Còn nước mơ màng mây dần dơ thì còn lão với một con đò, có tiền mua lấy vài chung rượu, nhấp rượu xong rồi lão nói sông dài, đò ngang một chiếc ngày ngày sớm trưa, chiều rồi nghỉ một chuyến đưa, nằm nghe lá rụng như mưa trên chẳng nể ít hay nhiều, lão chỉ cần ngày hai bữa mà thôi, bởi lão đi yêu quý con nghe đò như thiên hạ họ yêu một người tình lý tưởng. Chờ cơm hầm canh rau một ngày hai
chèo nổi con nghe đò sang sông, tay còn tỏ mắt còn tin, bàn chuyện nhân nghe tình lão chẳng nhượng gì ai. Khi đục người ở đời có lúc nhục lúc vinh, gặm ai vô sự như mình đò ngang một chiếc hò, đò ngang một chiếc mặt tình nắng mưa thân già gáo chở nước sông, khỏe thì đưa khách mệt nằm xả hơi, sang giàu kẻ đua bơi công danh như thể bèo trôi giữa dòng, ai dạy ai khôn gắm lại vẫn không bằng đời của lao, còn trời còn nước còn sông còn cây đa cố là còn ông chèo đò. Vâng, rất cảm ơn nghệ sĩ Lão Thành Hương Huyền. Quý vị có thấy là nghệ sĩ Lão Thành Hương Huyền tuy là tuổi đã cao nhưng mà giọng vẫn còn rất là chắc và khỏe, phải không ạ? Vâng, và một lần nữa, một tràng vỗ tay thật lớn cho nghệ sĩ Lão Thành Hương Huyền. Và chúng tôi được biết quý vị cũng đang gọi vào và ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay qua số điện thoại là 714-621-5321. 621-5321. Xin cảm ơn quý vị. Nếu mà chi phiếu, quý vị có thể gửi về cho đài truyền hình SPTN qua địa chỉ của PO Box 127 Garden Grove, Cali 92842. Và quý vị có thể để memo là cải lương của nhạc Phương Nam để ủng hộ cho chương trình này ngày hôm nay. Dạ vâng, như quý vị cũng đã thấy là qua vở cải lương Dương Vân Nga Thái Hậu vừa qua thì Kim Nhung, đài truyền hình SPTN nhận được rất nhiều cái sự hỗ trợ và yêu cầu là đài truyền hình SPTN tiếp tục cùng với đoàn cải lương Phương Nam thực hiện tiếp những màn cải lương sắp tới. Vì cái tấm lòng ủng hộ đó cho nên đài truyền hình SPTN phối hợp cùng với đoàn cải lương Phương Nam cũng cố gắng để chúng ta thực hiện tiếp tục chọn tuồng cải lương lịch sử nổi tiếng Mê Linh Hào Kiệt. Mê Linh Hào Kiệt là tân tiếng trống Mê Linh. Nếu mà quý vị đã có xem qua tiếng trống Mê Linh thì biết đây là một cái vở cải lương nói về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Dạ vâng. Và trong cái cuộc khởi nghĩa có Hai Bà Trưng thì ngày hôm nay chị Quyên trong bộ âu phục cũng như là trong bộ trang phục cùng với lại Kim Nhung, Trinh Trác và Trinh Nhị gửi đến quý vị Mê Linh Hào Kiệt. Và người mà đứng ra tổ chức và lo lắng cho cái buổi vở tuồng diễn kỳ này không ai khác hơn là người đầu đàn của cổ nhạc Phương Nam. Mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón nghệ sĩ Tuấn Châu. Và mời nghệ sĩ Tuấn Châu có một bài lời. Cảm ơn chị Diệu Viên, cảm ơn Kim Dung rất nhiều. Tuấn Châu rất là cảm ơn quý vị khán giả đã bỏ thời gian để đến đài truyền hình SPTN để xem trọn vở tuồng Mê Linh Hào Kiệt. Đây là một chương trình mà chị có giám đốc Trúc Hồ cho Tuấn Châu làm về những lịch sử cải lương chống Tàu trong lúc này. Quý vị khán giả ở xa có thể gọi vào đài để ủng hộ cho đài. Vì ủng hộ cho đài, đài sẽ làm nhiều chương trình và nhất là sẽ thương mến cổ nhạc Phương Nam để làm trọn tuồng cải lương như lời hứa 3 tháng một vở tuồng. Nhưng anh Hồ đã cho Tuấn Châu cái dịp đó. Tuấn Châu rất là cảm ơn đài truyền hình SPTN, cảm ơn anh Trúc Hồ, cảm ơn chị Diệu Quyên, cảm ơn Kim Nhung lúc nào cũng tạo điều kiện cho cổ nhạc Phương Nam, Tuấn Châu, Philip Nam, Cẩm Thu, Quỳnh Hoa, Quảng Phúc, Quảng Nam để thực hiện những vở tuồng như thế này. Thật sự với trọn tuồng cải lương thì
nói chung là cũng rất là tốn kém về màn ảnh, về sân khấu, về tập dượt, đồ đạc, cải lương nó khổ vậy đó, thành ra nó khó làm. Thì bây giờ chỉ có đại truyền hình FTN, chỉ có anh Trúc Hồ, chỉ có giám đốc cho Tương Châu làm để giữ gìn cái bộ môn sân khấu của mình, giữ gìn cái nền văn hóa cổ truyền Việt Nam của mình. Tương Châu mong quý vị khán giả xa, quý vị rồi mình lại có 57.22, lại anh Hồ, anh Trúc Hồ lại nói bây giờ anh sẽ cho trực tiếp những khán giả không có coi được ở đây thì ở nhà có thể nằm ở nhà, ngồi ở nhà xem trọn gia tuồng Mê Linh Hậu Kiệt này. Tôi cho mong quý vị khán giả nếu mà có ở nhà có thể gọi vào đài, như chị Diệu Quyên và Kim Dung có nói, gọi vào đài để ủng hộ cho đài, để đài có một cái kinh phí nhỏ để làm trọn vở tuồng, để giữ gìn cái bộ môn văn hóa của Việt Nam mình. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn nghệ sĩ Tuấn Châu. Cảm ơn nghệ sĩ Tuấn Châu rất là nhiều. Là vâng. Và ngày hôm qua thì Diệu Quyên cũng có đến đây xem các anh chị nghệ sĩ tập dượt. Thì thưa quý vị, có nhiều màn rất là hay và anh chị tập dượt công phu lắm. Và bây giờ thì chúng ta nhanh chóng mời quý vị cùng với chúng tôi cùng thưởng thức vở tuồng cải lương Mê Linh Hào Kiệt phần thứ nhất như sau. Một tràng pháo tay thật lớn. Xin cảm ơn quý vị. Đoàn cải lương Phương Nam hân hạnh giới thiệu kịch bản Mê Linh Hào Kiệt. Tác giả Nguyễn Quang Nhã. Âm thanh ánh sáng SBCM. Cảnh trí Hà Lương. Phục trang Thu Châu. Đạo cụ sân khấu Liêm Thân Hùng Nguyễn. Tân nhạc Alex Hoàng. Cổ nhạc Hoàng Phúc Hoàng Nam. Chỉ đạo nghệ thuật Tuấn Châu Cẩm Thu. Thành phần diễn viên tham gia: ca sĩ Trúc My trong vai Trưng Trách, Phương Hà trong vai Trưng Nhị, Quỳnh Hoa trong vai Thiên Nga và nghệ sĩ Cẩm Thu trong vai Lê Chân. Nam nghệ sĩ Vĩnh Khang trong vai Thi Sách, Philip Nam trong vai Đông Nhật, Hoàng Dũng trong vai Mã Tắc, Bảo Hiền trong vai Tào Nguyên và nghệ sĩ Tuấn Châu trong vai Tô Định. Thực hiện chương trình Tuấn Châu. Kính mời quý vị khán giả cùng hướng mắt về sân khấu. Màn 1, cảnh 1, chúng tôi xin được bắt đầu. Năm 34 sau Công Nguyên, nước ta bị cai trị bởi nhà Đông Hán. Chúng dùng nhiều chính sách hà khắc để đồng hóa dân tộc ta. Vốn lòng tham không đáy, chúng bắt dân ta lên rừng xuống biển để tìm sản vật quý đem về cống nạp. Bấy giờ, cai trị quận Giao Chỉ là Thái Thú Tô Định, là người vừa tham lam và tàn bạo. Người dân căm hờn, ai cũng muốn lật đổ nhà Đông Hán. Trong đó có Thi Sách, con trai Lạc tướng Chu Diên, và chị em Trưng Trắc Trưng Nhị là hai con gái của Lạc tướng đất Mê Linh đã dựng cờ khởi nghĩa. Phơi trong chân máu nhuộm dòng sông, mình biến lan tràn gió ngựa cuồng chinh trời sâu, dấu bế tang thương dân Nam đầy nỗi căm hờn, nấu nung lửa thù bắc phương tàn. Dòng lệ rơi chẳng dời, không thốt được nên lời. Loài quân ác cuồng tham, giả tâm tràn lấn biên thùy. Thiên Nga, trừ
đừng nghĩ. Nhìn ngàn thấy vơi đám đau nắng nề trong tim, đầy cương thú trời nam đất mẹ hùng thiên bao đời còn truyền. Quân xâm lăng ngược ngàn hung hăng đã gây chiến tranh lâm than, lời nỉ non kêu gào khắp nơi màu tan trắng phân ly. Hận ngàn đời không tan, loài xâm lăng dã man hung tàn. Khi nghĩa quân chưa đông làm sao giành ngay chiến thắng? Lê chân hỏi Lê chân dặn bao, chờ lại chờ, chờ cho đến bao giờ nữa? Hay chúng ta phải chờ cho đến khi lũ giặc tàn phá quê hương không còn một nhành cây ngọn cỏ? Hay chờ chúng giết nghĩa quân ta không sót lại một người nào? Hay phải chờ cho đến khi chúng bắt ta phản bội lại đồng bào? Chờ chúng cướp non nước trời Nam và xóa địa đồ quê hương giao chỉ? Thiên Nga, chúng ta phải tin tưởng vào chủ tướng. Nhưng chị ơi, đến giây phút này thì em không thể uống gối khom lưng dải đất Mê Linh hùng vĩ bạc ngàn. Nơi chỉ còn xứ xác tan hoang. Thiên Nga, với một thanh gươm âm thép oai linh sẽ giúp Thiên Nga mổ mật lũ hung tàn. Dù cho thân này gặp phải cảnh tai ương, mọi trong cái nguy hiểm đã xem thường, hiến trọn đời mình cho quốc tổ quê hương. Thiên Nga, trong đời của chúng ta ai cũng phải một lần trải qua cái chết, thì cái chết có gì đáng sợ, đúng không em? Nhưng chết làm sao cho có ích, chết như thế nào mới oanh liệt oai phong? Không chỉ riêng Thiên Nga hay Lê Chân,
mà cả ngay đến mạng sống của Trưng Nhị cũng chấp nhận hy sinh. Nhưng sự hy sinh của chúng ta phải hoàn toàn có nghĩa. Hay lắm, hay lắm. Chúng tôi xin chào Ngữ Tướng. Chắc tôi đã nghe qua câu chuyện vừa rồi. Thật khâm phục lòng trung nghĩa của Thiên Nga, sự bất khuất của cô em Trưng Nhị và trí dũng song toàn của người con gái đất An Biên, Lê Chân Nữ Kiệt. Nữ tướng, non nước khuynh nguy, muôn nhà tạ tháng, buộc phận gái má hồng phải buông bỏ phòng thè để chung lo đại cuộc núi sông. Còn có biết bao nhiêu trang cân quốc anh tư, Lê Chân đâu dám cho mình là nữ kiệt. Nữ tướng, tình thái thú tố định ngày càng tàn bạo, cuộc sống của người dân càng thêm thảm khốc đau thương. Vậy mà nghĩa quân của chúng ta mãi nhẫn nhục đợi chờ. Đến bao giờ chúng ta mới có thể đối đầu cùng quân địch chứ? Thưa chị, sáng nay chúng còn dán bố cáo khắp nơi, bắt những tráng đinh khỏe mạnh đem về để xây phủ đệ. Còn những nữ lưu thì bị buộc làm tỳ thiếp, cốt để làm hài lòng tên thái thú. Chị ơi, nếu cứ mãi như vậy thì... Nghĩa quân ta án binh bất động không phải vì yếu hèn hãy khiếp sợ lũ cuồng ngóng, nhưng chấu đá xe phần thua thiệt rước về mình. Trứng chọi đá, trứng tan thành từng mảnh vụn. Chúng ta không thể vì một phút nhất thời mà bỏ đại cuộc thiên thu, quên đi muôn dân trăm họ, khiến nước Nam trong dòng thảm họa, lũ quân thù chế giễu cười khinh. Hổ biết thu mình mới tiến được về xa, đừng dỗi vàng phí bỏ đời quá. Làm cách nào để tranh chuyện đang tiếp xảy ra? Nữ tướng vừa phân cạn, đã làm tôi như chợt tỉnh cơn mê. Một phút nóng lòng xin hãy thứ tha, khi thấy nước nhà trọng cánh can qua. Tất cả chúng ta vì đại cuộc, nặng lòng vì đất tổ quê cha. Trút cạn nỗi lòng chứ có tội gì đâu, chớ đeo đắng làm gì bao chuyện bể dâu. Phu nhân, phu nhân. Phu quân, chàng đã về. Phu nhân. Phu quân, chàng đã bị thương. Đông Nhật tướng quân, sao tướng quân lại chảy nhiều máu như vậy? Để Lê Chân tôi vào hái cỏ ngân hàng để cầm máu cho người và thí chủ tướng. Ta không sao đâu, tất cả đừng lo lắng quá. Cảm tạ Lê Chân, chỉ là vết thương bên ngoài, không có gì đáng ngại. Trân Nhị, Thiên Nga, hai em hãy canh gác bên ngoài, đề phòng binh của Tô Định trà trộn vào quân ngũ. Xin tuân lệnh. Phu quân, việc quân như thế nào? Sao thiếp trong chàng lại chất chứa nhiều bi phẫn? Phu nhân ơi, không lúc nào như lúc này. Ngọn lửa hận thù trong ta ngùn ngụt cháy, chỉ muốn thổi bừng lên đốt sạch lũ xâm lăng. Chúng đã đem tất cả các bô lão và trẻ thơ ra giữa pháp trường, muốn răn đe những kẻ không chịu lên rừng tìm ngà và mò ngọc trai dưới biển. Nhìn từng chiếc đầu rơi rụng, nghe buốt xe tâm can, chẳng vô tâm để mắt trơ nhìn. Cho nên... nên hai người đã liều mạng cứu những người dân vô tội và đã đương đầu cùng với bè lũ sói lang. Phải. Ta còn muốn uống máu, ăn gan, chặt đầu quân xâm lược để trả thù cho những người dân vô tội đã chôn thay. Lũ Bắc Phương ngang ngược lộng hành, Tô Định chẳng phải con người. Non nước trời Nam trào dân thống hận, lệnh nói tìm ngà xuống biển mò trai, đặt cách đeo gông coi ta là nô lệ, quyết không để yên cho phường tác tệ. Dùng lưỡi kiếm vàng lấy mạng kẻ xài lang, với binh lực họ Tô làm sao chàng chống lại?
còn số người kia có thoát dòng nguy hay. Tâm trí rối bời hoang mang dai dứt, biết phải tính thế nào trước lượng diện ngày mai. Đông Nhật và ta trở lại Mê Linh này, trước là báo quân tình sao tạm biệt hiền thế. Sáng mai đây sẽ cấp tốc lên đường, vượt muôn dặm quang hà tìm đến đất Cửu Chân. Sao hai người phải đến Cửu Chân à? Một số người được ta và Đông Nhật cứu sống, vốn là con Lạc Hầu, Lạc tướng ở các đất Cổ Loa, Hợp Phố và Quốc Lâm. Chúng tôi đến Cửu Chân để triệu tập hào kiệt ở khắp nơi quy về một mối với ngọn cờ chính nghĩa. Sau đó sẽ tiến đánh trọng điểm của quân thù, nhuộm máu thành Liên Lâu và giết tên Tô Định. Kính thưa quý vị, và đó là màn 1 của vở Mê Linh Hào Kiệt đã gửi đến quý vị. Và chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều quý vị đã gọi vào số điện thoại như sau để ủng hộ 714-621-5321. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi xin được... Nếu mà quý vị ủng hộ qua online, PayPal, credit card thì quý vị có thể vào địa chỉ www.sptn.tv và chi phiếu. Quý vị có thể gửi về SPTN PO Box 127 Garden Grove, California 92842. Memo là cải lương. Quý vị gọi vào ngày hôm nay đóng góp qua credit card thì chúng tôi sẽ đọc ngay trên trong suốt chương trình trực tiếp truyền hình của vở cải lương Mê Linh Hào Kiệt. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi một số các phần quảng cáo trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi vở cải lương lịch sử nổi tiếng Mê Linh Hào Kiệt. Chúng tôi đang phát hình trực tiếp qua các hệ thống SPTN DirecTV, SPTN Go App trên toàn cầu, cũng như là qua đài địa phương là SPTN 57.22. Và thưa quý vị, phần vở diễn trong màn 1 cảnh 1, quý vị cũng đã thấy là trước sự bất khuất và kiên trung của nghĩa quân Mê Linh như vậy, thì phe cánh của giặc thù sẽ phản ứng như thế nào và sẽ có hành động chống phá ra sao? Và cũng với bản chất nham hiểm, xấu xa và đầy tham vọng, thì chúng có âm mưu gì để mà tranh lợi cũng như là đoạt quyền và hãm hại nhau? Sau đây, chúng tôi xin được mời quý vị cùng nhau tiếp tục theo dõi phần Hào Kiệt Mê Linh qua phần để tìm câu trả lời trong vở tuồng sau đây. Tức! Tức! Thật là tức mà! Mã Đùi, có gì đâu mà ngài phải tức giận như thế? Tào Nguyên! Người ra hỏi đố ta đó à? Chứ ngươi không thấy vẻ mặt đắc ý của Tô Định? Ý quyền quỳ thái thú đã cướp mất cặp sừng tê và đôi ngà voi quý giá của ta, lại càng làm bẻ mặt ta trước đám dân giàu chỉ. Nhục, nhục ơi là nhục. Công tình tôi dơ dét, tôi rút rỉa. Trong số phẩm vật cúng lên hoàng đế, tôi giấu được có chút xíu, đem về cho phu nhân tôi ở nhà khoe của để nở mặt nở mày với người ta. Vậy mà cũng moi ra lấy cho bằng được. Thấp cổ bé họng, tại ổng làm tới chức đô quý mà. Cũng vừa, cá ăn kiến thì cũng có con kiến lửa khác nó ngậm lại thôi. Quả báo mà. Tào Quyết, người đứng đó lẩm bẩm cái gì đó? Đang rủa ta đó à? Dạ dạ không, Tào Quyên nào dám thất kính với Đô Quý. Đô Quý nghĩ vậy thì tội nghiệp cho một người luôn luôn kính cẩn trung thành. Ngày nay tôi được nên danh, chính do công lao chức quan to cao, đúc lót bạc vàng tốn hao. Nhà người nói năng không dè, ta sẽ không dùng tình. Ý xin ngài bớt giận dùm cho, tại lỡ lời do không dám sỏ xiềm. Trên người có ta, trên ta có bao quan lớn công hầu vương gia. Đầu riêng ta ăn chia
năm sẽ ba hiểu biết chứ đừng lôi thôi. Lời đâu quý như là ngọc châu, nào có dám mà nói gì đâu. Ôi cầm tức, nói không thành câu. Tào Nguyên bày mưu thật sâu, đô quý hết cơn ông sầu. Người hái phần đùi đầu, sát tay ngài ơi. Người nói điều chi mà sao kề sát bên tai, ta chẳng hề nghe dù cho là chỉ một câu. Đừng dễ người xem thường ta chẳng dung thà. Quan 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 ngài ơi, dám đâu mà khinh quan trên. Hận thù càng sôi gan, dẫn cho hương gần ngang. Ta phải đâu vô tài để cho cái tên họ Tô quên quang. Y kế Tô phân bài sẽ như y quang ngày đêm trong mong. Đó, đó, ngài thấy sao? Có phải là diệu kế hay không? Ta thấy nhậu kế thì đúng hơn. Có nghe được cái gì đâu? Ngươi giận mặt với ta sao? Dạ dạ dạ, hạ quan nào dám. Để có gì cứ nói đi, chớ ấp úng làm gì. Nơi đây là phủ đệ của ta, không có gì phải sợ. Dạ nếu thế thì đồ quý hãy nghe tôi. Chẳng qua thái thú ỷ nơi chức quyền, chứ nào có tài cán chi đâu. Rượu mà thêm gái là ổng quên lối về. Quận thừa đúng thật quận thừa, nhưng mà thừa này là thừa áo thừa tôn, thừa định thừa hót, thừa ơi là thừa. Với họ tôn người chớ nên khi về, hảo thắng ông cuồng thất bại mà thôi. Ông thái thú coi trời đất bằng dung, sẽ là lợi thế giúp ta phen này. Tào Nguyên, người nói thế nghĩa là sao? Một rừng thì không thể nào có hai con mãnh hổ. Một dao chỉ nhỏ nhoi như thế này thì cũng duy nhất có một thái thú mà thôi. Không lẽ người can tâm ngõ quỳ để chỉ đón nhận sự khinh khi? Vô độc bất trượng phu. Với thái độ ngông cuồng của Tô thái thú, chưa chắc gì ông ấy là để cho ngài một bước tiến xa. Một là ông ấy chết, một là ta chết. Ngài hãy cân nhắc nghĩ suy. Không, không, ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Ta muốn một bước lên mây, và cả bước đường ta đều phải chết. Nhưng cổ nhân khi xưa đã dạy, xuôi gió đẩy thuyền. Thái thú đã ra lệnh truyền, bắt nữ lưu giao chỉ về làm tỳ thiếp. Nín cười lại. À dạ dạ. Vừa có nói hết, sao nữa? Nói tiếp đi. Dạ, Tào Nguyên sẽ tìm một nàng con gái dung nhan xinh tươi mà dâng lên cho hắn. Ủa, gái đẹp tại sao không đem qua cho phú ta mà lại dâng cho hắn? Người muốn lấy lộc thải thú à? Phản ta! Ấy ấy ấy, đô quý đừng nóng vội. Người con gái dâng cho thái thú phải cùng hắn có mối thù không đội trời chung. Võ nghệ phải cao cường. Ta hiểu rồi. Nhưng chúng ta biết tìm nàng con gái ấy ở đâu? Dãy núi Mê Linh. Kính thưa quý vị, và đó là vở diễn của Mê Linh Hào Kiệt phần thứ nhì. Và bây giờ thì chúng tôi cũng xin liên tiếp để cảm ơn quý vị khán giả đang gọi vào ở số điện thoại 714-621-5321 và cũng như là website của đài, đó là sptn.tv, www.sptn.tv. Vâng.
Kim Dung mê quá. Sau khi mà chạy xuống xem, chưa kịp xe, chưa kịp mà hoàng hồn, thấy màn hai xong rồi. Thành ra lúc là phải mà chạy tập đây. Thì rất là lâu Kim Dung, nhưng mà lúc mà diễn thì đi rất là nhanh thưa quý vị. Dạ vâng, chúng tôi cũng đang thấy là khán giả gọi vào rất là nhiều, rất là cảm ơn quý vị. Và quý vị tiếp tục cứ vẫn gọi vào thì có nhân viên của SBTN đang túc trực để nhận phone của quý vị. Điện thoại một lần nữa là 714-621-5321. Và sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi một số những phần thông tin thương mại. Quý vị vẫn đang theo dõi phần truyền hình trực tiếp vở cải lương nổi tiếng Mê Linh Hào Kiệt. Và thưa quý vị, trời thăm thẳm xa vời không thấu, nỗi nhớ người ngàn vạn lý đau thương, những cuộc chia ly đong đầy nước mắt nhưng cũng không kém phần bi tráng. Dầu giọt lệ trong ngày đưa tiễn, để tương phùng chiến thắng sẽ cùng vui. Trước nợ nước thù nhà thì nghĩa sĩ Mê Linh luôn đặt lợi ích của người dân lên trước tình cảm riêng của họ. Họ sẵn sàng vì đại cuộc thiêng liêng mà lao vào rừng tên mũi giáo. Kính thưa quý vị, một lần nữa, xin kính mời quý vị cùng theo dõi cảnh ba của vở diễn để cùng nhau hòa với những tình yêu cao đẹp cũng như là tình yêu quê hương, đất nước thiêng liêng vô tận. Chàng chẳng nghĩ an, sáng mai đây phu tướng sẽ lâm hành, đường ra trận giảng dài nhiều trắc trở. Nàng đã biết đêm tàn sương lạnh, sao mãi còn tháo thức để kết áo cho ta. Nghĩa vợ chồng quá đổi thiết tha, giới hiền thê thì sách ta chưa cho nàng một ngày vui trọn vẹn. Được lo lắng cho chàng, đó mới là niềm vui của thiếp. Được làm vợ của chàng mới thật sự là hạnh phúc lớn lao, và tất cả phước ân mà trời cao đã dành cho trân trắc. Phu quân.
phu nhân. Cảm nghĩa ân hiền thê, sắc son thủy chung trọn bề. Ta hứa ra câu thề, ngài sơn hà hết quân cuồng chinh. Tay nắm tay chung kề lòng, thỏa nguyện tháng năm lìa xa. Nặng gánh tình chung nghĩa sơn hà, trọn đời ghi mãi chẳng phôi pha. Đường kim thiếp gửi ngàn tâm sự, tình người dở thảo giỏi trong theo. Ngoài đường kiếm tai cung điêu luyện, tài thiếu thùa cũng chẳng thua kém một ai. Ta ngỡ mình như chữ đồng tử ngày xưa, quá diễm phước mới có được tiếng dung người dở thảo. Trăng soi bóng gươm bên hồ nước, trăng như hờn ghen với cô nàng. Tướng công ơi thôi đùa, xin chớ làm buông trắng kia. Kẻ chinh phu thường gửi mối tơ lòng. Tơ ông nói duyên sẽ tần tần, ta cùng chung chí kiên cường. Mến danh thai trang đài, lo dẫn nước người Mê Linh. Tướng chủ viên người sáng chí kiều hùng, không cơ chiến kèn trống rượu đao phân ly tiếng chàng. Dầm trường biên cương gió ngàn, ngăn đau thương thôi lệ tràn ngài đưa tiếng. Không nao núng anh hùng trên bước đường, vì dân pháo sông tên xem thường cái chết. Quyết đuổi xâm lăng bảo toàn cương thổ, cho non nước trời Nam tan áng mây. Tất đất ngọn kiếm hiên ngang chém đầu phường hung bạo, chẳng khuất phục quân thù đáp đổ mỗi xiềng gông. Dẫu tự chiến xa trường dù giá ngựa bọc thây, các bụi lấp chinh ly lòng đâu hề nao núng. Còn một tấc hơi cũng không chùng bước, vì đất tổ quê cha thề giết sạch lũ tham tàn. Dân giả tiếng chân chồng vì thế cuộc ngày mai, tạm xa cách hôm nay để tương lai mình mãi mãi. Phu phụ ta tự nhau và nhắc lời thế hai, giá khúc phượng bên hoàng âm hưởng buổi trùng lai. Phu quân, phu nhân, thương dân nước điều
cánh tan sầu. Trên lưng dối chiến hiên ngàn đánh quân giật thù. Ngài kỳ khai đắc thắng cho phường loan dây tình. Khi non sông tan mịt mù bình biến không còn chia tay hẹn ước. Trùng phùng bên nhau. Xin chúc chàng giáng sự bình an. Giả biệt phu nhân, mong chờ ngài táo ngộ. Lê Chân, khi tổ quốc chìm trong binh lửa, đấng trưởng phu hoài bão diệt xâm lăng. Đông Nhật tướng quân, Lê Chân nào dám làm bận lòng người tuấn kiệt. Chỉ mong cho chàng tròn sứ mệnh hồi quy. Lê Chân muôn Lê Chân ơi, lưu luyến mấy cũng đành chia biệt. Xin giữ trong lòng hình ảnh của đôi tim. Đông Nhật tướng quân, rét biên cương sương tuyết phủ dặm trường. Tình ai đó như lửa hồng xua lạnh giá. Lê Chân nguyện trọn đời gìn chung thủy.
như uyên ương, năm tháng mãi kề nhau. Dù dòng đời lắm nghiệt ngã gian lao, sẽ giữ mãi trong lòng bao kỷ niệm. Đông Nhật Lê Chân. Giờ cách chia tạch bước rời, nhớ mãi phút giây đưa tiếng này. Thân làm trai vì non sông ngày mai, diệt hết lũ xâm lăng muôn nhà bình an. Bao sóng gió phong ba bao bùng dòng tố, mỗi tấu rõ câu chân tình. Dặm trường xa nhưng tình yêu không hề xa, ngày chấm dứt càng qua ta gần nhau. Một lời đã hứa đáng giá nghìn vàng, ngày quê hương sạch bóng xâm loạn, cũng là ngày Đông Nhật cùng Lễ Chân bền duyên thắm. Đông Nhật Lễ Chân thầm dõi theo bóng một người, chiến tuyến nhắn mây đưa mấy lời. Chào người thương nàng Lễ Chân tài ba, nào muốn khóc nhưng sao lệ rơi. Ta vẫn chỉ sông pha đáp lời sông núi, khắc cốt ký xương câu ước thề. Xin hẹn nhau ngày đón sông bình yên, lời đánh nước ta duyên hiệp qua. Lê Chân xin tạm biệt. Xin tạm biệt. Tại sao kho lương bốc cháy? Em có tìm được nguyên nhân gây ra hỏa hoạn? Bởi do em chẳng tròn sứ mệnh được giao, để chuyện xảy ra ôi quá đổi đau lòng. Còn đầy nghi hoặc chẳng hiểu tại sao lại cháy sạch kho lương. Kìm theo pháp hình kỹ cương răng trị chẳng than quán nửa lời. Đừng vì tình nghĩa thâm tình bao che e khó hợp lòng quân. Mới nghe qua tâm thần bấn loạn, chờ tra xét nguồn cơn rồi luận tội là hơn. Sự thể bây giờ phải tính làm sao? Chỉ để cho em chuộc tội lập công, vào dòng binh kẻ địch binh lương kia cướp lại. Đừng nôn nóng không nên, chờ chỉ suy nghĩ lại rồi ta cùng toan liêu. Chị, ý ta đã quyết, quân pháp bất dị thân, đừng để cho ta trong dòng khó xử. Chị, nhưng chị ơi, không có binh lương thì nghĩa quân làm sao dựng lòng chiến đấu hả chị? Nhưng chúng ta không thể để mặc cho kẻ thù ngạo mạn kiêu căng. Tỷ nương ơi, em xin chị cho em sang đến đất thù, chứ em không thể cứ nhìn toàn quân phải chìm trong thảm cảnh thế. Tan tóc đoạn trường ngang
sầu lai lắng. Cấm tước thổ cùng giác thù đông hắn. Trưng nhị quyết dậy dùng sang đất giặc bắc phương. Không, Trưng nhị dục quán cầu mưu, suy tính cân phân chứ vội xem thường. Em phần quần thoa tơ đào liễu yếu, sao có thể một mình chống chọi với cuồng phong. Chị ngùng ngủng lửa hờn căm, quyết chẳng xuôi tay dầu dương lãnh đoạn trường. Phải cướp lại binh lương đền tội lỗi của mình. Nương tỷ đã bao dung tội tình Trưng nhị. Đừng để bao người phải khổ lụy gì lòng chỉ như đứt từng đoạn ruột. Quyết thống tình thâm cao cả vô ngần. Nếu rồi không may chỉ xem như em đền đáp nợ sân hà. Hãy để cái lê dân tìm sang tìm lại quân lương sao hỏi tội đưa dân ta. Quên đất tổ quê cha, quên nghĩa trọng với sơn hà. Người mà chúng ta coi nhau như ruột thịt, gắn kết nghĩa đồng bào chung chủng tộc màu da. Đồng hoài bảo giết thù gìn chung nghĩa với quê hương. Để đến bây giờ Lê Dân nghẹn ngào chết lặng. Máu nóng sôi gan cào dân lòng triệu nắng. Là con cháu dân Nam sao phán cội vong nguồn. Ai? Ai là người gieo bài quan nghiệt? Xin tỏ bài bao lời hơn thiệt. Lòng trung trinh bất diệt. Trưng nhị tôi thề giết đứa tham tàn. Chúng ta đêm ngày chiến đấu bền gan, vì muôn dân trăm nhà gánh chịu. Nỗi nhục nô dông ngàn thuở không mở. Người đốt cháy kho lương quay lưng cùng đất nước. Chính thật là thiên nga từng giọng giặc tuyến thề. Một lưỡi gươm thiên anh thép kinh hoàng. Là từng thủ cấp của quân thù rơi xuống. Ui giả trá lốc lừa gian xảo điêu hoa. Không, em không tin rằng là chị Thiên Nga. Chính ta cũng không tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Bắt
được gian nhân trà trộn vào quân ngũ. Hắn đã cùng khai kẻ nội gián giúp Chu Toàn. Vì để lấy lòng tỉnh thái thú họ Tô, vì cuộc sống vinh sang, vì quy quyền xa mờ, đứng giữa rừng núi Mê Linh, Lê Chân thốt lời cao cả, đối diện đứa gian tà gươm bén sẽ không tha. Nếu sự thật Thiên Nga bội phản Sơn Hà, quên quê cha đất tổ, thì chính tay trứng nhị này cũng đoạn nghĩa chị em. Và ngày mai khi đối diện giữa sa trường, sẽ vì nghĩa quân Mê Linh không dung tha cho phường phản trắc. Không, Thiên Nga cùng tôi vốn bạn tâm đồng, trứng nhị hay nhường chỗ Lê Chân này tầm sáng đất nghịch. Ta tin tưởng Thiên Nga không phải là người như thế. Hay có quẩn khúc nào chăng? Nếu muốn biết rõ thật hư, chỉ còn cách là phải tìm gặp Thiên Nga. Nếu quả thật quê hương nàng đã buông bỏ, thì lưỡi gươm này sẽ không tha cho kẻ một dạ hai lòng. Kính thưa quý vị, và đó là cảnh của Mê Linh Hào Kiệt. Một số quý vị khán giả đã gọi vào cho đài truyền hình SBTN và ủng hộ chúng tôi. Xin được mượn giây phút này để cảm ơn những quý vị mạnh thường quân như sau. Hồng Dương từ Arizona tặng 100 Mỹ Kim. Chị Việt ở San Diego 50 Mỹ Kim. Hùng Trần từ Cali tặng 15 Mỹ Kim. Tắc Hồ, New Jersey 100 Mỹ Kim. Anh Kian Ayers, San Diego 50 Mỹ Kim. Phương Chi ở Texas 200 Mỹ Kim. Wickham Thủy từ Washington 100 Mỹ Kim. Luân Kim Phạm ở Oakland 50 Mỹ Kim. Dominic Bương từ St. Louis, Missouri 100 Mỹ Kim. Tùng Nguyễn ở Florida 100 Mỹ Kim. Ngọc Sương từ Westminster 50 Mỹ Kim. Và ngoài ra chúng tôi vẫn tiếp tục cảm ơn quý vị bảo trợ cho chương trình chính ngày hôm nay. Đó là văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Dầu gió xanh con ó Eagle Brands. Văn phòng luật sư Đỗ Phủ Anh Tuấn. Trung tâm chăm sóc cao niên ABC. Chị Ánh Anderson tại Seattle. Và chúng tôi cũng cảm ơn tất cả các cơ quan truyền thông như là Người Việt, Việt Báo đã hỗ trợ cho chúng tôi quảng bá chương trình trong những thời gian vừa qua. Đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng trong giây lát và trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay đặc biệt vở diễn tuồng cải lương Mê Linh Hào Kiệt. Và để tiếp theo tiết mục sau đây thì Dự Khuyên sẽ được hỏi quý vị cũng như là Kim Nhung, liệu Thiên Nga có phải đã bán đứng tổ quốc giang sang, hay là đúng như lời của Trinh Trắc là có còn một cái khúc mắc nào hay không? Vâng, câu trả lời sẽ nằm trong cảnh 4 của vở Mê Linh Hào Kiệt. Chúng tôi kính mời quý vị cùng hướng về sân khấu để theo dõi tiếp diễn biến của cuộc chuyện xảy ra như sau. Lòng hầu dân người tướng quân tài ba, quy chú giang gần xa, hoài hùng thái thu đây, ngài giùm thương một cánh hoa hẹn quê, mang vào số thân cầm ca. Đã minh giờ này từ lâu,
mai phước cho hồng nhan. Ngàn ý thơ hay vàng khúc ca thêm, dù có qua tâm ý điệp đây. Trao cho người dũng tướng lầu quay qua thật cùng vui, không màng đến đêm tàn trôi. Lầu quay qua thật cùng vui, không màng đến đêm tàn trôi. Đẹp quá, vừa hay quá. Đẹp quá. Hảo mỹ nhân, hảo mỹ nhân. Mỹ nhân ơi, triệu anh sao khuya trên bầu trời rực sáng, cũng chẳng làm sao sáng bằng khoe mắt giai nhân. Tuyệt thế dung nhan chỉ duy nhất một mình nàng mới có đủ sức làm cho con tim Tô Định ta đắm đuối mơ. Màng ngỡ lạc vào thiên thai, bên cô tiên nữ yêu kiều, hòa mình trong lạc thu. Hãy đến bên ta cho đậm ân tình ngọt ngào thiết tha. Mỹ nhân nè, giọt giọt nữa đi mỹ nhân. Vạn lần ghi ân thái thú hết lòng che chở tâm thân, rượu nồng kính dâng thay tiếng chúc cầu cho người hùng anh. Cương gian danh lần ban đua tranh, phải kiên dè quy thế. Hay, hay lắm. Thật biết lấy lòng người à, ta thấy mình thêm ngất nga ngay à. Nào nàng hãy rót nữa đi, say hết trọn đêm này. Thái thú, ngài đã qua say thì đừng nên uống nữa. Không, ta nào có say, mà là ta say yêu. Sai á thì nói sai, đâu ai mà dám cười thái thú đâu nè. Đã nói không có sai mà, thái thú Tô Định nổi tiếng là ngàn chung không sai. Sợ gì ta nói ta sai là gì? Gì cái gì nè? Là gì? Gì à? Lại đây. Vì nhan sắc ai như hằng nga khiến cho dung tướng sai rồi, nhưng mà sai sắc hương, sai cành hoa nước nam, mây tình yêu cuốn trôi đưa hồng phách về nơi có thiên nga cùng ta. Thân hồng đâu dám sắc ngang tiên hằng, hẹn quê hiếu thân mình. Nào mỹ nhân, hãy ruột nữa đi, ruột nữa để chứng minh lời nói của ta là không có sai. Ruột nữa. Ân phước ngài xót thương, nơi trước
thật lòng không dối gian lóc lừa nàng hơn cả ngàn sao. Soi đường đưa lối bước chân lạc lầm tìm ra nẻo quay về. Đừng nên nói thêm bao lời rót liền rượu nồng ngàn chung. Ta chẳng sai đâu nào. Muôn đời xin chờ xa em. Coi kìa mỹ nhân, ta nói thật mà, nàng đã vì ta mà hy sinh quá nhiều. Không lẽ với nàng ta lại tệ bạc hay sao? Nàng cứ yên tâm, khi nào ta hoàn thành sứ mệnh Nam Chinh, ta hứa sẽ cho người đẹp một cuộc sống giàu sang phú quý. Thái thượng, ngài lại cho Thiên Nga này là kẻ chỉ ham phù phiếm xa hoa nữa rồi. Để chứng tỏ lòng thiếp yêu ngài, thiếp mới phản bội quê hương, thiếp mới đốt binh lương của Trưng Trắc. Vậy mà nay thấy thứ lại xem nhẹ tình cảm của người ta. Giận thôi mà. Cho ta xin lỗi được chưa? Coi kìa, coi cái mặt dân cũng đẹp nữa. Thái thú coi chừng té bây giờ. Té à? Sao mà té chứ? Mà ta té rồi, sai quá, ta vui quá. Thái thú, để thiếp dìu ngài vào trong nha. Dìu ha, ngủ ha. Thái thú. Nữ tương ơi, các chị em đồng lý tưởng đất mê linh, xin tha tội cho Thiên Nga, chưa kịp nói lời từ biệt. Kế tra hàng chịu nhớ nhục xác thân, cốt để lấy lòng tin của tên tặc thù Tô Định. Dù phải thác đi, tôi chẳng hề nuối tiếc, không ngoảnh mặt trơ nhìn khi non nước gặp khó khăn. Nhưng với tình cảnh hiện giờ, chỉ còn có cách này. Dù thất bại, tôi cũng nguyện hy sinh đời mình cho non nước.
xâm lăng giá mang ngôn tàn, gieo quán thang ngập tràn hừng sâu. Mò trai dưới bể kiếm ngà trên non, bắt bao nữ nhân cười trăng cợt gió, bao nhà nát tan hận thù nào phải tan. Chỉ tiếc là ta chưa giết được nhạc ngươi, tên thái thú giang ta độc ác. Chỉ dựa vào mi muốn giết ta được chăng? Thật là điều nức cười, quá là bất tài vô dụng. Tô đất ta giá sai men nồng, mong thứ qua mưu ta. Người bất tài nơi suối vàng, chôn lấp đời từ đây thôi chớ than vàng hoài công muộn màng. Xa dành chi ta. Đời hồng nhan báo quốc nào màng chi cái chết, hận mình vì vô sức vô năng. Quê hương ơi cam biệt liền, không dung tha cho quân Nam chết. Hoàng ca trên quê cha đất tổ, muốn mượn gió nhờ mây mang tâm tình nhị nữ về lại mê linh tà tội với bao người. Sơ mạng chẳng thành công, thật lỡ khóc lỡ cười, nhưng sự bất khuất kiên trung mãi mãi là bất tử, vẫn ngạo nghễ kiêu hùng không khuất phục lũ xài lang. Là con cháu vua Hùng mang dòng máu dân Nam, nhìn khí tiết trung can trân anh thư liệt nữ, trước ngưỡng cửa tự sinh thiên Nga nào do dự. Theo gương sáng bao người thề dễ quốc chống thân. Non sông ơi, xin tha tội cho thiên Nga, sứ mạng chẳng hoàn thành, đành phải liều một thác. Nam quốc thiên thu, ngàn đời bất diệt. Triệt đem thi thể của A Treo trước cổng thành, để răn đe những lũ dân Nam bất tài vô dụng. Chống đối với thiên triều ta chỉ có một kết cuộc thê lương. Kính thưa quý vị, trong vở diễn ngày hôm nay chúng ta đã thấy Trưng Trắc, Trưng Nhị, còn có Thiên Nga. Và trong cái cảnh vừa qua thì cảm tưởng của Kim Nhung như thế nào với nhân vật Thiên Nga? Vâng, Kim Nhung phải nói là khi nhớ lại những cái vở tuồng lịch sử mà Kim Nhung đã xem qua cho tới ngày hôm nay, Kim Nhung rất là cảm động với những nữ anh hùng của Việt Nam của chúng ta thời đại đó. Họ hy sinh rất là nhiều. Bởi vì không chỉ có bây giờ thì chúng ta nói là người lính ra trận là nam, nhưng mà hồi năm xưa lính ra trận mà những, có nghĩa là những người mà giống như là nữ anh hùng Thiên Nga đó, là họ rất là can đảm. Và những cái nhân vật như thế này họ phải nói là họ không sợ chết. Kim Nhung rất là ngưỡng mộ. Vâng, và thưa quý vị, với chiều hướng gửi đến quý vị vở tuồng cải lương Mê Linh Hào Kiệt ngày hôm nay, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự
cảm kích cũng như là khích lệ từ các vị khán giả đã gửi vào và gọi vào cho đài truyền hình SBTN, và cũng có một số quý vị khán giả đã gửi ủng hộ vào PayPal, và chúng tôi một lần nữa kêu gọi quý vị gọi qua hoặc là email hoặc là vào website của đài, đó là www.sbtn.tv để ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi đã nhận được một số quý vị khán giả ủng hộ như sau. Dạ vâng, Song Lan Phim ekip ủng hộ qua PayPal 500 Mỹ Kim. Vâng. Bảo Lê ủng hộ qua PayPal 50 Mỹ Kim. Nhiêm Lê ở Ohio 100 Mỹ Kim. Tân Hoàng từ San Jose 30 Mỹ Kim. Thưa quý vị, chị Ánh Anderson ở Seattle đó, khi nãy thì chúng tôi đã đọc là 1.000, nhưng mà bây giờ chị đã gọi vào và ủng hộ tiếp 500 Mỹ Kim. Wow, cảm ơn chị Ánh rất là nhiều. Vâng, và chúng tôi vẫn tiếp tục nhận sự ủng hộ quý vị cho chương trình ngày hôm nay. Mê Linh, Hào Kiệt, chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng trong vài giây phút để gửi đến quý vị phần thông tin thương mại của đài. Kính thưa quý vị, và trở lại với vở tuồng Mê Linh Hào Kiệt. Tiếp theo đây là vở diễn nói về Đông Nhật đã bị quân của Mã Tắc bắt và dụ dỗ đầu hàng. Liệu chàng trai này có dễ dàng bị Phú Quý Vinh Quang che mắt hay không? Vâng, và bây giờ kính mời quý vị cùng hướng về sân khấu một lần nữa, cũng như là quý vị ở tại nhà hướng về trở lại màn ảnh TV để cùng thưởng thức màn năm của vở Mê Linh Hào Kiệt. Truyền dạy tên giặc nước Nam vào. Tên kia gặp ta và Mã Đô Quý. Không, gặp Mã Đô Quý và ta mà ngươi còn chưa chịu quỳ xin tội hay sao? Nhà ngươi không sợ chết à? Quỳ à? Trận của ta chỉ quỳ với chủ tướng của ta, còn đối với giặc thù Đông Hán, ngoài sự khinh khi thì chẳng có chuyện gian nài cầu khẩn. Chết à! Không những ta mà còn hàng vạn con cháu dân Nam đã xem cái chết nhẹ tở long hồng. Chỉ tiếc thay ta chưa thể nào mổ mật phanh thây, chưa được môi gan chặt đầu lòi cướp nước. Khốn kiếp! Phải, đúng là khốn kiếp uống đau. Tào Quyên, người muốn làm đồ quý lắm rồi phải không? Hạ quan lại vô ý vô tứ nữa rồi, xin đồ quý bớt giận. Ngài hãy phán lệnh đi ạ. Ê, cười chọc quê ta hả? Không có đồ quý ở đây, cô ta có chặt đầu ngươi xuống không thì biết. Thôi đi, bắt được ta rồi, cứ giết ta đi, chớ mong ta đầu hàng quân hung ác. Ngọn lửa kiện trung son sắt đời đời, theo bước bao người tiền nhân anh dùng. Vào hang hùng còn khẩu khí ngân ngang, nhưng để xem ngươi có còn lợn tiếng. Muốn thử coi ít sắc minh đồng, trước trăm trận với đòn có từng nào núng. Giết ta đi! Đồ quý để Hạ quan giết chết hắn cho rồi. Bọn Nam An không biết ngoài trời, thì ta còn để sống mà chi? Một lĩnh triền giết chết hắn đi. Tào Quyên, người đã quên câu thần khẩu hại sát phạm, ăn nói ngông cuồng khó tránh thiệt thân. Lời đồ quý nói không sai, đúng là tên Nam Man này ăn nói ngông cuồng, thần khẩu hại sát phàm. Quân
đem tàu quận thừa nhốt lại cho ta, truyền giả miệng cho đến khi nào hắn không còn nói nữa, cho đúng với câu thần khẩu hại sát phàm. Đồ quý, xin đồ quý bất giận, hạ quan biết tội rồi, hạ quan không dám nữa. Đồ quý cứ tra khảo tội đồ đi hả? Ông coi chừng ta đó. Quân, đưa roi cho ta. Dạ, khỏi cần quân sĩ cho nhọc lòng. Hạ quan hiểu rõ tính của đô quý nên có chuẩn bị sẵn rồi nè. Danh lương như quân sĩ luôn ha. Dạ, thời buổi khó khăn. Đồng Nhật, ta có hai chuyện cần hỏi nhà người. Nếu câu hỏi của ta mà nhận được sự im lặng thì người sẽ ném được mùi đau đớn khốn nạn. Điều thứ nhất, thì sách giờ đang ở nơi đâu? Nếu biết không mau cung khai tường tận, ta khoan hồng ban bố đặc ân, người sẽ được yên thân. Mì có điên không? Cứ hỏi ta câu ngu si khờ dại, chi bằng cứ giết ta đi, dòng dài nào có ích chi. Bẩm đồ quý, tên này quá thật to gan, dám chửi đồ quý là điên, là ngu si khờ dại, tội không nhỏ quá. Thần khẩu hại sát phàm. Hạ quan im. Quân địch nó chửi ta không quê, ngươi chửi ta lần thứ hai ta mới quê đó. Đông Nhật, chửi hay lắm, chửi hay lắm. Quân cướp nước. Một ân huệ sau cùng, ngươi phải chỉ điểm cho ta. Căn cứ nơi nào, địa đồ của đất Mê Linh, nỗi nhục nào hơn làm tại sai cho loài phán nghịch. Tội lỗi của chúng bay, trời đã không thể dung tha. Hết chửi rồi, giờ tới rủa kìa đâu quý. Ta có nghe, người không cần lặp lại đâu. Rủa nè. Không nè. Rủa nè. Quân cướp nước, quân đốn mạc, lũ sôi lan, giết ta đi, hãy giết ta đi, chứ đừng mong ta phản bội non sông. Máu ta có chảy, đầu ta có rơi, cũng quyết nguyện đáp đền quê hương đất tổ, chứ sống mà chi trong gông cùm kìm hãm. Sống mà chi trong vô vàng tối nhục, sống mà chi kiếp nô lệ tôi đòi. Lê Chân ơi, mình cam cách biệt nhau rồi, ta nợ bạn tâm giao câu thề non hẹn biển, nợ tiếng nhớ câu thề, nợ phao đỏ thành hôn. Vì đất nước trường tồn, thân xác dẫu vùi chôn, nhận cái chết cho mình tô điểm lòng trung nghĩa. Dù cơ hội mãi mãi âm thầm nuôi hy vọng, hẹn lại kiếp lai sinh ta nói chuyện tơ hồng. Một lãi này gửi về quê hương đất nước, một lãi này gửi đến muôn dân. Đông Nhật xin dình hai chữ trung quân, ta ngạo nghễ không đầu hàng phường cướp nước. Nếu như người vẫn cứng độc quảng cố chẳng nghĩ suy, sức mạnh của thiên triều như cuồng phong bão táp,
sẽ dẫm nát nước Nam, đáp đầu đàn dội chiến cho chúng bay hiểu thế nào là đất rộng trời cao. Quân, đem hắn ra chôn sống dưới Trường Thành, chặt thủ cấp cho diêu tha quả xé. Dừng ta lại hay lũ gian ta. Trời ơi, nữ tạc tớ rồi đâu quý ơi. Hãy xem sức mạnh của anh Thư Nữ Kiệt. Còn là lũ bất tài vô dụng, hãy đuổi theo. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, kính thưa quý vị, Mê Linh, Hào Kiệt, thì chúng ta gần tới, gần kết thúc cái màn cải lương này thì nó càng hồi hộp và gây cấn hơn. Đúng thế, cứ gần cuối màn đó thì quý vị thấy là có những cái màn rất là độc đáo. Hãy đón xem. Và một lần nữa chúng tôi xin rất là cảm tạ quý vị đã gọi vào để ủng hộ cho chương trình Mê Linh Hào Kiệt. Một lần nữa số phone để quý vị có thể gọi vào là 714-621-5321. Và nếu quý vị ủng hộ qua online, qua PayPal, Credit Card, thì quý vị cứ vào địa chỉ của trang nhà là www.sptn.tv và chi phiếu quý vị có thể gửi về là SPTN PO Box 127 Garden Grove 92842 Memo Cải Lương. Vâng, xin thành thật cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại số phần thông tin thương mại của đài. Kính thưa quý vị đang theo dõi vở tuồng Mê Linh Hào Kiệt được chiếu trình bày trên SPTN Go và trực tiếp gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và trong nhạc cảnh kế tiếp, chúng tôi nói về tội ác của lũ giặc Bắc Phương không bút mực nào tả xiết, và đến giai đoạn cao trào nhất thì đó chính là nguyên nhân thổi bừng lên ngọn lửa hận thù chất ngất. Thưa quý vị, phất cờ nương tử, đây là một thành ngữ miêu tả trinh chắc. Và nó có ý nghĩa lịch sử như thế nào? Và tại sao thì chúng ta hãy cùng trở lại xem cảnh sáu của vở diễn một lần nữa mà chúng ta có thể vừa giờ khóc, giờ cười với những số phận của bao con người dân Nam thời đó. Mời quý vị cùng theo dõi cảnh sáu sau đây. Nhị, em cảm thấy ra sao với chiến thuật ta vừa mới vạch ra? Em nghĩ nghĩa binh ta có giành được phần thắng lợi? Thưa chị, với địa hình Mê Linh thật là hiểm trở, thêm đàn voi hiếu chiến vô cùng, em chắc rằng ngày thắng lợi sẽ không xa. Trên dưới đồng tâm chung một tấm lòng, thánh thiên tay cung rất là lão luyện, chúng mục tiêu chưa từng trật mũi nào. Nàng tía thông minh một đòn gánh phủ đầu, giặc Đông Hán mấy lần kiếp vía kinh tâm. Trương Tử Nương đâm thủng thuyền Mã Viên, nữ tướng Xuân Nương chiêu mộ quân ở Ninh Bình. Còn nàng Quế, nàng Hoa, nàng Châu với nàng Quỳnh, tất cả sẽ kéo về hội tụ trong nay mai. Ngoài Nữ Kiệt Anh Thư làm quân thù kinh hãi, còn những tấm gương bất khuất anh hào, cụ Đô Trinh Đông Bản cùng huynh đệ Đào Trướng, nhân kiệt địa linh ta đã có đôi đàn, chỉ chờ Lễ Chân Mê Linh trở lại. Thêm lĩnh cổ phu quân dông trong phất cờ, chính tay
tay ta sẽ nổi trong đồng. Như niềm hãnh diện tự hào con cháu hùng dương. Trong lòng của em rất hăng say cuồng nhiệt, đã bao ngày qua âm thầm chờ đợi. Nhớ lời tỷ nương vẫn thường hay nhắc nhở, hổ biết thu mình thì hổ mới phóng xa. Trận chiến ngày mai là trận chiến oai hùng, thay cho trăm nhà và hàng vạn sinh linh. Chịu cánh xiền gông đàn áp của quân thù, chính nghĩa thắng bao tàn là truyền thống của dân ta. Nữ tướng, nữ tướng kìa, chị Lê Chân, chị đã trở về. Nữ tướng, mà sao chị và anh Đông Nhật cùng quay về một lúc? Đông Nhật tướng quân, có chuyện gì xảy ra? Sao hai người lại có mặt ở Mê Linh? Tình hình Cửu Chân ra sao? Cửu Chân đã thất thủ. Còn phu quân tôi, phu quân tôi ra sao? Khi Đông Nhật và Thi Chủ Tướng cùng nghĩa quân tấn công thành Liên Lâu thì chúng tôi đã bị phục kích bất ngờ. Thi Chủ Tướng đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ nghĩa quân. Cuộc hỗn chiến vô cùng khốc liệt. Đột nhiên quân của Tô Định và Mã Tắc tràn rã như thác lũ. Chúng tôi mở hai đường máu để thoát thân. Đông Nhật đã bị quân Tào Nguyên bắt giữ. May nhờ có Lê Chân giải cứu kịp thời. Còn Thi Chủ Tướng thì bắt vô âm tính. Phu quân, nữ tướng, nữ tướng ơi, bao nhiêu tay biên cứ dập dồn, bao quốc hận trời Nam Châu bể tan thương, thảm bi chua chát khôn lường, nghẹn ngào nức nở tư lương. Thiên Nga, Thiên Nga, vì đất tổ quê hương đã bị Tô Định giết rồi, sạc treo trước cửa thành. Như lời cảnh cáo chúng ta, chị Thiên Nga. Trời ơi, vậy mà ta đừng ngờ quan cho Thiên Nga bán đứng Sơn Hà theo chân của bọn gian tà, quay đầu cùng đất mẹ quê cha. Ôi đau đớn thay cho một kiếp nhân hồng. Thiên Nga đã hy sinh cho vẹn chữ đồng, nghe não ruột xé lòng, cũng vì hai chữ non sông. Phận thơ đào trong gió lốc cuồng phong, một mình nàng chống chọi với bao dòng, tai ương sầu khổ chất chồng. Đường về có quốc hoài công, trào dân quán hận, lũ giặc Đông Hán tham tàn, đã cướp đi người bạn thuở cơ hàng. Biết tìm đâu hỡi cố nhân, phương trời xa diệu vời, chưa rõ được tin người, xin khẩn giải Phật trời, độ trì cho kẻ trung can. Bẩm nữ tướng, có bức thơ của quân Tô Định gửi sang cho nữ tướng. Mơ này trừng trắc, Thi Sách Chọc ngươi đã bị chúng ta bắt giữ. Nhưng thiên triều cũng mở đất hiếu sinh,
không muốn nhân tài phải chết đi vô ích. Chỉ cần ngươi cục hào kiệt đất Mê Linh ngoan ngoãn quy hàng, thì thầy Thu Tô Định ta sẽ cầu xin với hoàng đế nước ta cho các ngươi con đường sống sót. Nữ tướng chị, trời ơi, đứng giữa bề thiên thủy phân chân hai đường trung nghĩa. Nương tỷ ơi, ta biết phải làm sao cho vẹn vẹn đôi bề. Nghịch cảnh hôm nay ôi quá đôi đau nề, chỉ đợi đến sáng mai thôi bao nhiêu người tề tu, chờ nương tỷ nổi trống đồng để hồ hởi tấn công. Trước mối nhục thù những năm tháng lưu vong, khiến cả dải non sông ngập đầy màu khói lửa. Chủ tướng trong hồi nhất sinh thập tử, đại nghiệp thiên liên không lẽ phải chôn vùi? Không, ta không thể cúi đầu để đánh mất non sông, nhưng cũng chẳng đành lòng nhìn thi huynh phải chết. Thâm độc kế tiểu nhân đẩy người vào vực thẳm, dù tiến hay lùi cũng có vẹn lòng son. Nữ tướng, chúng tôi tùy thuộc vào người quyết định chuyển tồn vong. Lê Chân chỉ vạch ra hai con đường, khinh và trọng. Nếu để thi chủ tướng chết đi, sử sách ngài sợ sẽ cho nữ tướng là người nóng cạn, không tiếc gì đến đảo trọng Tàu Khang. Còn nếu phải chọn con đường buông bỏ giang sơn, thì cũng sẽ gánh tội danh nhớ nhuốc. Tên Tô Định thật là nham hiểm mà. Chỉ đến phút này rồi, chúng ta không thể nào nhịn mãi. Hãy cho em tử chiến với kẻ thù để cứu anh Thi Sách. Tất cả hãy lui ra. Chị, sáng mai này sẽ nghe quyết định của ta. Chị, đây là quân lệnh. Xin vâng. Lạnh can tràn như ai đốt tâm tư, bao niềm sầu lai láng, lửa hận đã sụp sôi. Tiếng hẹn thề sẽ ai chia ân, tiếng nhớ lời yêu chưa thể nhạt nhòa. Trước tình thế hôm nay, thiếp biết làm sao cho vẹn. Trong tim đầy uất nghẹn, thiếp gọi phu quân ơi, sao không thốt được thành
lời hương vàng ngày trước thay hẹn ước chia ly. Dâng tính ngài phụ tướng hồi quy, ngài non sông sạch bóng quân thù. Nhưng giờ đây chỉ còn là giấc mộng. Thiếp mỏi mòn vô dòng, nghĩa nước tình dân canh cánh tơ lòng. Chữ thủy chung son sắc nghĩa vợ chồng. Ơi hỡi trời chớ bài nghịch cảnh, én nhãn lát bày gian dở sâm thương. Thì Lan ơi, từ lúc thiếp quen với việc cởi voi đánh trận, tay cầm gươm hò hét sát địch quân, chưa lúc nào thiếp vô dự cân phân. Nay sao lại trùng chân mọi gối phu quân. Xót nàng nơi vàng ly gió sương, bên mình mang gánh lo sơn hà. Đây hận sầu giang sang lầm than, vì bởi quân hung tàn cuồng tham. Ta trở về bên người ta quý, đây vòng tay thiết tha ngọt ngào. Nàng vì chồng lao tâm ngày đêm, lệ thấm mi cô phòng từng cơn. Phu quân mừng ngăn tuổi sầu cho niềm đau chống tan, cho tình yêu xóa đi đêm tàn. Người vợ hiền ta yêu ngàn năm, dù bão giông không hề lìa xa. Phu quân, thiếp đang mơ hay tỉnh? Có thật chàng đang kề cận thiếp không? Tại trong tay vui nghĩa vợ tình chồng, cho phỉ dạ bao ngày xa biệt. Phu nhân, nàng đã cực khổ quá nhiều rồi. Phu quân, quốc gia suy vong, thất phu hữu trách, huống chi thiếp và chàng có cùng chúng hoài bão lớn lao. Dòng lạc tướng Chu Viên thi sách đấng anh hào,
cùng nữ kiệt đất Mê Linh bền duyên mai trúc. Dây tựa kề dây cùng đáp lời sông núi, cưỡi voi chiến đáp đầu thù, làm lũ giặc phải hồn kinh. Ta yêu nàng vì khí tiết trung trinh, nàng yêu ta vì chí cao vạn trường. Phu phụ ta đã cùng đứng trước dãy núi Mê Linh, thuốc một câu thề gìn trung nghĩa sắc đinh. Vì quê cha đất tổ không ngại gì, gian khổ trong gai muôn đời mãi mãi không phai. Hạnh phúc làm sao cùng nàng chung mộng, nhưng nợ non sông không thể xem thường, cao cả hơn chữ can thường. Nay có trời bài nghịch cảnh xảy ra, làm cho chồng vợ chia xa. Phu nhân hại thay ta gánh vác sơn hà, dân sinh thống hận chan hòa. Bởi lũ gian tà vô cùng tàn độc, còn gì non nước trời Nam. Phu quân ơi, thiếp nào phải là cây cỏ vô tri mà không biết đớn đau khi tình lìa đôi ngã. Như mũi sát kim châm đứt đoạn từng hơi thở, tan vỡ cả con tim tê buốt tần tâm. Chàng là mạch sông của Trưng Nương, năm tháng chẳng phai mờ. Sống đồng tịch đồng sang thác, đồng quang đồng quách. Trước nghịch cảnh phũ phàng, thiếp biết liệu làm sao. Đừng vì chữ đá vàng chớ ràng buộc tơ loan, quên bỏ gian sang trong xích xiềng nô lệ. Còn vẫn vẫn bao lời ước hẹn mình trao, qua bướm sẽ cận kề khi thanh bình non nước. Phu nhân dân nước Nam, nghĩa khí rạng ngời trung can. Nguyện vì tổ quốc giang sang, ngàn chông gai sinh tử không màng. Phu nhân ngăn giọt lệ tràn, lời của chàng hằng in trong trái tim. Qua thiên liên núi sông rộng tiếng, nhìn bao người chìm trong khổ đau. Hỡi phu nhân dựng dưng đành sao. Lửa hận thù đã sục sôi trong bầu huyết quang, thiếp muốn tự tay chặt thủ cấp lũ tham tàn. Đạp đổ liên lâu cứu mạng sống của chàng, thiếp run rẩy tay gươm đâu phải vì khiếp sợ. Từng dung chiến kiên cường trước vạn mã thiên binh, vì quốc tổ sơn hà đành chấp nhận hy sinh. Chết chỉ một mình ta nhưng còn bao người được sống.
Ngài tan hết căn qua muôn người trong quan lạc. Ta thỏa nguyện vui cười nơi chinh suối nàng ơi. Phu nhân, lời của ta nàng chớ nên sao lãng. Đừng phủ lòng trăm họ muôn dân. Từ muôn phương không quản ngại đường xa, theo cờ nghĩa núi Mê Linh lo cơ nghiệp. Phu quân thiếp, nàng đừng quên ta là chủ tướng nghĩa gia đình. Nàng còn gọi tiếng phu quân, phải nhớ câu phu sướng phụ tùy. Ta ra lệnh cho nàng phải nổi trống đồng khởi chiến. Nhưng thiếp không đành lòng nhìn chàng quan thác. Nếu nàng chỉ vì sự sống chết của ta mà phụ quê cha đất tổ, làm sao thi sách ngẩng cao đầu với các bậc tiền nhân? Có xứng đáng chăng với cương vị một chủ tướng của nghĩa quân? Đừng để cho ta thành tội nhân thiên cổ. Hứa với ta đi phu nhân, hãy thay ta tiếp bước giữ cơ đồ. Hứa với ta đi phu nhân. Dân, thiếp xin nghe theo lời dạy của chàng. Gạt nước mắt, nén tủi hờn, dựng cờ nghĩa giết giặc thù Đông Hán. Có thế chứ? Phu nhân, ta hãnh diện lắm phu nhân, ta tự hào lắm phu nhân. Kẻ dai nợ máu sẽ trả bằng nợ máu, thề mẫu mật phanh thây của lũ xâm loạn. Muôn thu đành lỡ câu thề, trò đời dấu bể đó lòng thủy chung. Mang danh con cháu vua hùng, thiên thu trọn kiếp giữ niềm trung can. Hãy nhớ những gì nàng đã hứa với ta. Vĩnh biệt phu nhân, vĩnh biệt phu nhân. Phu quân, phu quân, phu quân. Thiếp đã biết mình cần phải làm gì để xứng đáng là vợ hiền Dâu Thảo, để không phụ kỳ vọng của chàng và nghĩa sĩ Mê Linh, để không hổ thẹn là con dân giao chỉ. Chính tay thiếp sẽ nổi tiếng trong đồng giang dội, tiếng trong đồng núng sĩ khí toàn dân, tiếng trong đồng khơi hồn nước thiêng liêng, tiếng trong Mê Linh ngàn đời lưu thanh sử. Sống chứng lòng niềm đau đoàn lìa chặn gối sánh sao quốc thù. Núi non Mê Linh ơi, thay chồng trưng nương phất cờ, diệt tan lũ Đông Hán dèo sâu thương. Truyền nghĩa binh trên dưới
một lòng, phất cờ nương tử thay quyền tướng công. Trước là báo hận non sông, sau là trừng trách thay chồng trừ gian. Truyền Tấn Cơ. Kính thưa quý vị, thật là hào khí, trừng trắc. Và ngày hôm nay chúng tôi thấy quý vị ở đây cũng như quý vị đang theo dõi chương trình, Mê Linh Hào Kiệt đã ủng hộ cho đài truyền hình rất nhiều và chúng tôi xin được mượn nơi đây để cảm ơn quý vị đã gọi vào cũng như là ủng hộ trên PayPal qua sptn.tv. Không biết là quý vị ở đây hay là quý vị ở nhà xem xong cái màn sáu vừa qua thì không biết như thế nào. Riêng đối với Kim Nhung ở trong, trời ơi, sao cái lòng mình tim thì đập thình thịch mà cảm động quá, bởi vì cái cảnh mà khi mà Thi Sách hiện về trong giấc mơ của Trưng Trắc và báo mộng như vậy, thì quý vị biết là khi mà báo mộng thì phải có cái sự an ủi rất là nhiều của người chồng Thi Sách, phu quân của Trưng Trắc, thì Trưng Trắc mới đầy đủ nghị lực để có thể đứng lên tiếp tục con đường để mà bảo vệ dân tộc. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì những tiết mục quý vị đã xem đã được dàn dựng rất là công phu. Mà một trong những cái tiết mục mà chị Quyên cũng thích nhất giống như là Kim Nhung là cái tiết mục vừa qua chúng ta thấy trong cái cơn mơ mà Thi Sách hiện về cùng với Trưng Trắc. Rất là cảm động. Rất cảm động thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi cũng đã có tên của những người đã, những ân nhân đã gọi vô để mà ủng hộ cho chương trình, đó là Lý Đăng ủng hộ qua PayPal 100 Mỹ Kim. Lộc Hoàng cũng ủng hộ qua PayPal 15 Mỹ Kim. Song Lê Nguyễn ở Louisiana 100 Mỹ Kim. Và Lân Hoàng từ Virginia ủng hộ 100 Mỹ Kim cho chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi xin tạm ngưng phần gửi đến quý vị trích đoạn cũng như là gần phải đến quý vị vỡ tường Mê Linh Hào Kiệt. Và chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Kính thưa quý vị, và trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị toàn bộ về chương trình Cải Lương với vở tuồng Cải Lương Mê Linh Hào Kiệt. Quý vị đang theo dõi trên SPTN, SPTN Go cũng như là SPTN 57.22. Và để tiếp tục theo dõi phần cuối của tiết mục ngày hôm nay, trong cảnh 7 và cảnh 8 của vở diễn sẽ miêu tả thiết thực về sự thảm bại nhục nhã của lũ giặc Đông Hán trước sự tấn công của nghĩa quân Mê Linh anh dũng và khẳng định Nam quốc Sơn Hà mãi mãi là của người nước Nam và quyết không ai có thể xâm phạm. Thưa quý vị, chính nghĩa thắng bạo tàn đó chính là một cái thông điệp của vở diễn và cũng thay cho lời của đài truyền hình SBTN cũng như là đoàn cải lương phương Nam tự hào về con người Việt Nam của chúng ta, về lịch sử dân tộc cũng như là sự bất khuất, hào hùng và truyền thống anh liệt vẻ vang. Chúng ta cùng theo dõi tiếp cảnh 7 của vở diễn Mê Linh Hào Kiệt. Tô Định biết không thể nào lung lay lòng dạ sắt đinh của Trưng Trắc nên đã ra lệnh giết chết Thi Sách, không để làm cho bà cùng nghĩa quân Mê Linh rơi vào cảm giác tuyệt vọng tột độ. Ai binh tất thắng, ngọn lửa đấu tranh càng như được nung nấu, hòa với lòng căm thù chất ngất đã tạo nên một trận đánh quái hùng, lưu dấu vào trang sử bất khuất của dân Nam ta lúc bấy giờ và làm cho giặc thù một phen thảm bại kinh hoàng. Chạy lẹ đô quý ơi, bọn đàn bà con gái đánh sắp tới ra rồi. Đánh gì mà đánh dữ dàng hơn đàn ông con trai mình nữa.
À, chuyện này là thừa, mà là thừa chết thiếu sống rồi đó quý ơi. Từ từ thôi, đứt hơi rồi nè. Đứt hơi còn đỡ, đứt mạng mới mệt. Chờ ta, thừa ơi. À, con chạy trước à. Thừa ơi, chờ ta. Chờ ta, chờ ta thừa. Thừa ơi, chờ ta theo dơi. Muốn đứt hơi, chờ nào đâu à giấc trời. Ai có hay mấy bà cô trong rừng. Sao hung hăng. Đúng là giặc tới nhà đàn bà cũng đánh mà. Người nói chúng ta là giặc à? Bắt bẻ nữa hả? Bắt đường chạy trốn không lo, ở đó mà bắt bẻ. Giữ mạng về nước còn hay hơn nữa đâu quý ơi. Trời ơi, làm sao ông hỡi biết trong sao giữa rừng cao sâu. Mưa chức quan có được bao lâu sàn vào. Nại xa cơ. Quá là khổ quá mà. Chung quy là tại mấy ả đàn bà không an phận, dám đứng lên khởi nghĩa chống lại thiên triều. Hèn này về nước, ta sẽ tâu với thiên tử, huy động toàn bộ lực lượng sang bằng đánh vào chỉ mới thỏa lòng hả dạ. Người tính không bằng trời tính đâu đâu quý ơi. Về tới nước đi rồi tính, chứ tính trước rồi bước không tới. Thù quá, nó nói mình nổ đó. Còn thừa sức lắc léo quá ha. Khỏe thì cổng ta về đi, rồi ta sẽ trọng thưởng cho nhà ngươi hậu hĩnh mà. Hậu hĩnh đâu không thấy, chứ hậu tán thì chắc có thừa này đó. Lo chạy mà té khói cái lỗ tai luôn, ở đó mà hậu hĩnh. Tặc ơi, thừa ơi, trời ơi, thôn đâu xong rủ ta về. Tặc ơi, thừa ơi, tặc ơi là tặc ơi, thừa ơi là thừa ơi, hai người đi đâu hết rồi. Đồ quý ơi, hình như tiếng của ngài thái thú. Ổng chứ còn ai nữa. Đánh giặc thì không có xông xáo, chạy trốn thì lẹ không ai bằng. Giờ chúng ta có kêu ổng không đâu quý. Rủ ổng đi, lỡ quân Trưng Trắc bắt được, ta đổ lỗi hết cho ổng, biết đâu mình cũng còn có cơ may sống sót. Trong cái khó ló cái khôn, đuối cần phải trong cái khó dài dài thì cái khôn nó mới lòi ra được. Tặc ơi, thừa ơi, thú ơi, à không, thái thú ơi, chúng tôi đây nè thái thú ơi. Mã tặc, tào quân thừa, trời ơi gặp lại các ngươi ta mừng quá. Dạ, thấy ngài còn sống hạ quan cũng mừng lắm. Dạ, đồ quý sợ ngài chết bờ chết bụi, làm hồn ma dắt dưỡng tội lắm. Lộn xộn chém ai đầu nha thừa. Quân nước Nam bất ngờ công kích, ta kèo thua. Nay phải cam lên đường bồn tàu, cảo cho thật nhanh. Sao mà không rủ ta cùng theo, tên tàu quyền hắn phi thật nhanh, kéo theo cùng mà tắt. Ý chết tôi ngài ơi, hoàng là hoàng. Trời đất ơi, ngươi có biết ta chạy theo đi kiếm hai người ta mệt lắm hay không hả? May mắn thay ta còn sống sót. May thật may, nhưng số ta chưa lìa dương thế. Xui ơi là xui, ta làm ma cũng kéo ngươi cùng theo. Xin bề trên hãy nên bình tâm, kịp lên đường tẩu thoát. Hãy danh chân ngài ơi lâu là quỳ. Truyền nghĩa binh dây giặc khu rừng,
dồn toàn binh lực tại biên giới Hải Đông, bằng mọi giá phải bắt sống tên Tô Định giả mang. Chính tay ta sẽ chém đầu hắn để tế vong linh phu tướng. Nhanh chân với ngài ơi, chạy 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 khó mong tìm phương cách chống ngăn. Nếu như ông muốn an lành, Hạ Quan đây có kế sách chu toàn. Có cách gì thưa hãy nói đi. Làm sao bình yên trông thoáng, giờ đây khẩn cấp lắm rồi. Chỉ cách này mới thoát được mà thôi. Kiếp nhanh điểm tô để cho sau đây. Điểm tô cái chi hai màu nói đi. Sao cứ dông dài lắng quấn thừa ơi. Ghé thang vô mặt đô ai biết mình. Người nói thế có nghĩa là? Dạ, có nghĩa là nếu cứ để cái mặt mọc này thì ít nhiều người ta cũng biết thú. Mà không, thái thú. Kêu thú hoài, lát nữa ổng thú lên là thừa, mệt nha thừa. Chi bằng giờ mình cứ lấy thang mà vẽ lên mặt, ít nhiều gì người ta sẽ không còn nhận ra ngài, chúng ta dễ dàng trốn thoát. À nè, coi nè, thừa tôi như thầy bói vậy, biết trước có biến nên đem sẵn đồ nghề luôn nè. Thấy thừa này lợi hại chưa? Đúng, là ngu 3 năm dạy 1 giờ nuôi. Khôn 3 năm dạy 1 giờ mới đúng nghĩa chứ tắc. Đã dốt mà còn ra vẽ nữa chứ. Dạ, Hạ Quan lộn. Tính nói câu nuôi quân 3 bữa dùng 1 lần. Cái này không bên ông được rồi nha. Người ta nói nuôi quân ngàn thở dụng 1 ngày. Tắc ơi, ngày xưa cha mẹ ngươi không giàu có, không đút lót cho ta, thì ngày nay ngươi không thể nào ngồi trên chức đô quý đâu, biết chưa? Tào Quận thừa, coi vẽ cho thái thú cũng ráng vẽ dài đường trên mặt ta, chứ cái mặt này lỡ gây nghiệp nhiều nên dân chúng nó cũng ghét lắm á. Tuân lệnh, hai ông chịu khó một chút nha. Trời ơi, nói hoài vẽ đi. Chịu khó đi thú. Quên thái thú. Đưa cái má bên phải đây. Đưa cái má bên phải. Rồi đưa cái má bên trái. Đưa cái má bên trái. Sao có nhúc nhích hoài vậy, sao dễ được? Trời ơi, dễ không dễ, mà cứ chọt 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 hoài làm sao mà không nhúc nhích chứ. Bây giờ muốn thoát hay là muốn bị bắt? Muốn thoát thì phải ngồi yên đi. Ngồi yên rồi nè. Đầu vẽ nghe. Trời ơi, vẽ đi, vẽ lẹ đi, cái chót chót hoài. Vẽ má bên này, vẽ má bên kia, đây môi trái đào còn đây trái dừa, thêm cái râu về nhà, giờ tới phiên cái càm. Ý trời ơi, lỡ tai nên nhìn nó xàm. Lỡ tai. Trời ơi, trời đất ơi, thừa ơi, xem nó ra con gì. Mặt này ông thu ơi, thấy ghê là ghê. Đủ quý như con mà. Và kết nhanh đi liền, không thì ta sẽ lên thiên đường bây giờ. Ba mình tay nắm tay quay về thiên triều. Đi, đi lẹ lên. Chạy cho đi, đi lẹ lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kiếp này ta đã trọn. Chờ lại sinh mong ước cho phường loan nối cành. Đời thiên nhớ đã quyết gì màu cờ quê hương. Theo bước đường bao lớp người xa thân di dân. Này cơ đồ bài bốn phương anh linh người cố tri muốn thu sao còn gì kia hồn thiên sông núi mê linh sáng soi gương nàng ngàn Sơn Hà đã tan cơn khói bình, màu tóc tan qua rồi. Xâm lăng kiếp vía kinh tâm trước lòng trung can, người dân Nam chúng ta đấu tranh kiên cường. Thưa chủ tướng, tuy giặc Đông Hán đã thua trong tủi nhục, chúng vẫn chưa hề bỏ ảo vọng xâm lăng, dân nước Nam bất khuất hào hùng, nhưng cũng chẳng thể để non nước ta một ngày không có chủ. Dù là hàng nhí nữ, cũng quyết lòng vì tổ quốc lập công, tránh để gian sang trong cảnh thương vong, thuyền xã tắc đang cần người lèo lái. Trên và dưới đã cùng nhau một ý, xin nương tỷ đừng do dự làm chi. Đất Nam ta riêng một góc trời, đánh Bắc Phương không còn manh giáp. Được, trước vong linh phu tướng và bao anh hùng nữ kiệt đã dâng thân, trừng trắc tôi không phụ hảo ý của mọi người, tôi chấp nhận xưng vương để nói cho quân thù Đông Hán biết rằng dân Nam ta có chủ và ngàn đời chúng đừng hòng thôn tính. Trưng nữ dương giảng tuế, giảng giảng tuế. Thành liên lâu giờ trong các lớp vùi, loài quân xâm loạn Đông Hán thám dòng. Dân nước Nam ta bền chí cùng đấu tranh một lòng, cho muôn nhà cuộc sống thái an. Tuy nhan hồng nhưng vẫn kiên cường, sử sách lưu truyền bá điên. Sáng mai gương vàng trưng nữ đừng trách tôi trước đền thờ quốc tổ, khắc lời thề gìn cương thổ gian sang. Giặc Bắc Phương chớ ngang ngược bảo tàn, non sông này mãi mãi là của nhà Nam ta, ngàn đời không thay đổi. Nam quốc Sơn Hà, Nam quốc Sơn Hà, trường tồn vĩnh cửu. Và đó cũng là màn kết của chương trình cải lương ngày hôm nay với vở tuồng Mê Linh Hào Kiệt.
Trước khi chấm dứt, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị khán giả như sau. Trang Nguyễn từ Philadelphia ủng hộ 100 Mỹ Kim. Nguyễn Thị Hương từ Canada ủng hộ 200 Mỹ Kim. Huỳnh Diệu Thanh từ Texas ủng hộ 100 Mỹ Kim. Võ Thanh Đặng từ New Jersey ủng hộ 50 Mỹ Kim. Vâng, chúng tôi cũng sẽ phát hình vở tuồng cải lương lịch sử nổi tiếng Mê Linh Hào Kiệt trong những ngày sắp tới. Cho nên quý vị có thể tiếp tục gọi vào để hỗ trợ cho chúng tôi có được cái tinh thần cũng như là ngân sách để tiếp tục những vở diễn trong tương lai. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị hiện diện nơi đây. Một tràng pháo tay thật lớn đến quý vị. Và cũng xin được cảm ơn các anh em trong ban kỹ thuật làm việc rất là cực nhọc trong ngày hôm nay để có một sân khấu thật là hoàn hảo và ánh sáng thật là đẹp. Xin thật cảm ơn ban kỹ thuật SBTN. Một lần nữa, một tràng pháo tay thật lớn cho đoàn cải lương Phương Nam. Và chúng tôi xin được mời anh Tuấn Châu. Cảm ơn rất nhiều. Tôi chào mời Philip Nam, Cẩm Thu, những người trong chương trình của nhạc Phương Nam của Tuấn Châu. Của chúng tôi, Quỳnh Quá ơi, cưng ra luôn. Tuấn Châu rất là cảm ơn. Ban kỹ thuật cảm ơn đài truyền hình SBTN, cảm ơn khán giả gần xa, mọi người gọi vào để ủng hộ cho chương trình cổ nhạc Phương Nam, đoàn cải lương Phương Nam để 3 tháng có một chương trình trọn tuồng. Thành ra mình diễn trọn tuồng nó hơi cực nhọc nhưng mà có hay quý vị. Chị Thu của mình có thể nói vài câu cho. Thật sự thì đây cũng là những người giữ lửa, nhưng quý vị khán giả là những người tiếp những thanh củi, những ngọn lửa nhỏ nhỏ để cho ngọn lửa cháy bùng lên ở trên xứ người để mình giữ gìn bản sắc văn hóa của mình. Thành ra là Cẩm Thu, nói chung là tất cả anh em nghệ sĩ đều đồng lòng, rất là cực khổ khi dựng một vở tuồng, nhưng mà đồng lòng chịu cực với nhau, coi như là cũng nếm mật nằm gan dữ lắm. Tuấn Châu xin hỏi quý vị khán giả và các khán giả có thể gọi thư để gọi vào. Đoàn cải lương Phương Nam có cặp Trúc My và Vĩnh Khang, có phải là cặp cấp chánh của đoàn và đạo chánh của đoàn không quý vị? Cảm ơn rất là nhiều. Anh Tuấn Châu, khi mà Kim Dung được xem những cái vở diễn với cặp Vĩnh Khang và Trúc My đó, thì ngay cả cái vở diễn này Kim Dung thấy được cái hình ảnh của cố nghệ sĩ Thanh Nga hồi xưa cũng như là Thanh Sang. Trời ơi, giọng ca của Vĩnh Khang rất là ấm và cái nét rất là giống Thanh Sang đó. Vâng, xin chúc mừng đoàn cải lương Phương Nam. Philip Nam xin được thay mặt cho ban cổ nhạc Phương Nam cũng như là đoàn cải lương Phương Nam và ban giám đốc gửi lời cảm ơn rất chân thành đến tất cả quý khán thính giả xa, gần và nhất là ở đang hiện diện trong khán phòng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, lời Cẩm Thu và Tuấn Châu và anh chị em chúng tôi rất là dễ thương ở cái chỗ là chúng tôi đồng ý làm cái việc gọi là cái cầu nối cũng như là giữ lửa và rất cần sự hỗ trợ của tất cả quý khán thính giả cũng như tất cả những người anh em nghệ sĩ trẻ. Nếu muốn đến, cứ đến đây, tại vì tụi này sẽ làm một cái cầu nối. Quý vị có thấy là hồi nãy đó, mà không phải là ngày, có thể đêm nay và đêm qua bắt đầu Nam đã riêng mình rồi. Quý vị thấy là Đông Nhật hồi nãy bị đánh, bị đá, bị dằn vặt lăn trên sân khấu. Vâng, thì đó cũng mong rằng tất cả quý vị là thương yêu. Hồi lúc bắt đầu đi hát thì Philip Nam đã học được một câu rất là dễ thương, rất là bình dân của vùng Nam Bộ, đó là khán giả là nước mà nghệ sĩ anh em chúng tôi là cá. Nếu mà cá mà không có nước thì không cách chi cá sống được. Thì mong trong những thời gian tới, tất cả quý thính giả thân thương, những tiểu bang xa hay là ở gần đây nên ủng hộ và đồng hành cùng với cổ nhạc Phương Nam. Vâng, và chúng tôi cũng sẽ được tiếp lời với anh Philip Nam. Khán giả là nước và chúng ta là cá. Nước phải có mặt đúng giờ thì cá mới bơi được, phải không ạ? Vâng, vâng. Và có lẽ là không biết là anh Tuấn Châu có muốn tiết lộ cho quý vị trong cái màn sắp tới này chúng ta có dự định màn cải lương nào lịch sử nổi tiếng nữa. Vâng, và trước khi cho Tuấn Châu nói về vấn đề đó thì chị Quyên cũng xin được nơi đây cảm ơn các em học lớp Việt ngữ của chị Quyên, kính thưa quý vị. Và các em tới đây đã đóng vai. Chỉ đi qua đi lại thôi, nhưng mà cốt ý là chúng tôi muốn các em nghe tiếng Việt, học tiếng Việt và hiểu được lịch sử tiếng Việt. Cảm ơn các em rất nhiều.
Dạ, cảm ơn các em rất là nhiều. Cảm ơn toàn thể trong đoàn cải lương Phương Nam, Phương Hà, anh Bảo Hiền, Hoàng Dũng, những người ở xa, toàn là xa về tập tuồng rất là khó, nhất là hai em của mình là Trúc My, Vĩnh Khang. Rất là cảm ơn rất là nhiều. Tuấn Châu cũng muốn xin bật mí như trả lời của chị Diệu Quyên nói và Kim Nhung. 3 tháng sau, trong vòng cuối tháng 3, đoàn cải lương Phương Nam sẽ trình diễn vở tuồng Thật Là Ăn Khách, Trọng Thụy, Mỹ Châu. Vâng, và đến đây đài truyền hình SPTN Cổ Nhạc Phương Nam xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một ngày bình an và hẹn gặp lại quý vị trong và hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.